Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đảng ủy Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh học tập quán triệt các văn kiện nghị quyết. Cần đổi mới trong cách dạy và học bộ môn lịch sử. Phần tin quốc tế có những tin chính. Thủ lĩnh Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đối lập bà Aung San Suu Kyi đã có cuộc gặp với Tổng thống Myanmar Thein Sein. Tại thủ đô Washington, các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên về vấn đề an ninh mạng kể từ khi hai nước ký một thỏa thuận song phương về chống tin tặc hồi tháng 9 vừa qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đảng ủy Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt các văn kiện hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, cho 380 đồng chí là đảng viên thuộc Đảng bộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh. Tại hội nghị, các đảng viên đã được đồng chí Phạm Hùng Hải, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy báo cáo quán triệt các văn kiện hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó trọng tâm là tình hình kinh tế xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Sau khi thông báo những nội dung quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, đồng chí Phạm Hùng Hải đã quán triệt nội dung của nghị quyết. Trong đó, nhấn mạnh đến những kết quả nổi bật về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm được rút ra và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2015-2020. Thông qua hội nghị, giúp các đảng viên nắm vững và hiểu rõ nội dung cơ bản các văn kiện của hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đó làm tốt công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong nghị quyết và các văn kiện hội nghị Trung ương lần thứ 12. Đồng thời cụ thể hóa xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, góp phần đưa nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đi vào thực tiễn cuộc sống. Hiện nay môn lịch sử trong các trường phổ thông chưa tạo được sự hứng thú cho học sinh tham gia học tập và tìm hiểu. Điều này dẫn đến việc nhiều học sinh nhầm lẫn các khái niệm sự kiện lịch sử trong nước và quốc tế với nhau. Vậy làm thế nào để học sinh yêu thích môn lịch sử và làm thế nào để học sinh có được hứng thú trong một tiết học lịch sử? Đó là câu hỏi đang được dư luận quan tâm và cũng là trăn trở lâu nay của những người giáo viên hiện đang giảng dạy bộ môn này. Khơi dậy hứng thú học tập bộ môn lịch sử trong học sinh, việc này phụ thuộc rất lớn vào trình độ, kỹ năng và cả nghệ thuật giảng dạy của người đứng lớp. Làm thế nào để mỗi khi đến tiết học sử, các em học sinh đều cảm thấy hào hứng và yêu thích bộ môn này là một việc làm không hề đơn giản. Do vậy, để môn lịch sử không phải là môn học buồn tẻ, với những con số khô cứng, khó cảm và khó nhớ thì người giáo viên cần phải có phương pháp đúng để mỗi bài học lịch sử, mỗi nhân vật lịch sử dễ dàng khắc sâu vào tâm khảm của mỗi học sinh. Đây là vấn đề được rất nhiều thầy cô giáo trăn trở. Tôi nhận thấy học sinh đã và đang quay lưng với bộ môn lịch sử. Các em coi đây là môn phụ, không thích học. Trước thực trạng ấy, tôi luôn trăn trở làm sao để học sinh yêu thích và không quay lưng lại với bộ môn lịch sử. Tôi đã thực hiện một số phương pháp để học sinh hứng thú học tập. Trong đó, quan trọng nhất đó là kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp cũ và phương pháp mới để học sinh học tập. Trong giảng dạy, tôi luôn đề cao cái việc gây dựng lại bức tranh quá khứ của lịch sử để học sinh hiểu đúng sự kiện, hiểu được và nắm vững bản chất của sự kiện và sự kiện đó có ý nghĩa gì và có tác dụng gì thì học sinh sẽ hiểu và nhớ, tránh tình trạng học sinh không hiểu mà thuộc lòng, thuộc vẹt. Do bộ môn lịch sử cung cấp một lượng kiến thức rất lớn nhưng lại bó hẹp trong một khoảng thời gian rất ngắn nên dẫn đến phần đa học sinh cảm thấy rất e ngại với bộ môn này. Bởi theo các em, đây là môn học tương đối khó, nhiều tình tiết và có rất nhiều sự kiện cần phải nhớ.
Em rất yêu thích môn lịch sử vì qua môn lịch sử đã giúp em có thêm nhiều kiến thức về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam. Em rất tự hào về truyền thống đấu tranh giữ nước và giữ nước của dân tộc ta. Học môn lịch sử giúp em yêu đất nước Việt Nam mình hơn và tự hào mình là con người Việt Nam. Lịch sử em học không tốt lắm, với lại em cũng đang là học sinh học liên môn xã hội có môn lịch sử. Em rất mong muốn mình có thể trau dồi thêm kiến thức về lịch sử của mình hơn, biết nhiều hơn về dân tộc của mình. Như Bác Hồ đã nói, dân ta phải biết sử ta. Chính vì vậy em mong muốn rằng nhà trường sẽ tổ chức thật nhiều những chương trình để bọn em có thể tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, ngay cả trong những buổi đi đến trường như là ngày thường như thế này. Để các em học sinh ngày càng có hứng thú hơn với môn học lịch sử, nhiều giáo viên đã đưa ra một số giải pháp để giảm tải, thay đổi phương pháp dạy môn lịch sử nhằm giúp các em có thể tiếp cận lượng kiến thức dễ dàng, hiểu tường tận về lịch sử chứ không phải nhớ máy móc hay theo chiều hướng ép buộc. Trong tiến trình phát triển của xã hội, có hôm qua thì mới có hôm nay, và lịch sử chịu trách nhiệm ghi lại những sự kiện đó. Vậy nên, các em hãy tạo cho mình thói quen yêu thích bộ môn này, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dặn, dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Để ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm và trang bị những kiến thức cơ bản về phòng chống HIV/AIDS, góp phần thay đổi nhận thức chung của cộng đồng, tiến tới giảm phân biệt kỳ thị đối với người nhiễm HIV, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, truyền thông cho mọi người dân nói chung, trong đó quan tâm đến những nhân viên khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, người làm công tác du lịch trong tỉnh về công tác phòng chống HIV/AIDS. Tại các buổi truyền thông, đại diện Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh đã thông tin những nội dung về các bệnh lây qua đường tình dục, bảo vệ sức khỏe cho thanh niên và lao động đang phục vụ trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong nhà nghỉ, khách sạn. Diễn biến dịch HIV/AIDS, kết quả trong công tác phòng chống, ngăn ngừa từ tỉnh xuống đến cơ sở thời gian qua. Một số nội dung hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống HIV năm 2015 được triển khai từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2015, tập trung vào mục tiêu 90-90-90 với nội dung 90% số người nhiễm HIV biết tình trạng HIV của bản thân, 90% số người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục suốt đời và 90% số người điều trị ARV duy trì tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế và định hướng hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020. Từ những kiến thức về HIV/AIDS được truyền thông sẽ giúp cho những nhân viên khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, người làm công tác du lịch và cộng đồng dân cư có cách nhìn nhận khác về dịch HIV/AIDS. Đồng thời sẽ hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên khách sạn, cơ sở lưu trú có thêm hiểu biết liên quan đến phòng chống HIV/AIDS để phục vụ công tác chuyên môn được tốt hơn. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thủ lĩnh Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD đối lập bà Aung San Suu Kyi đã có cuộc gặp với Tổng thống Myanmar Thein Sein. Đây là cuộc gặp đầu tiên trong hai cuộc gặp quan trọng ở thủ đô của Myanmar, trong bối cảnh NLD đang chuẩn bị tiếp nhận quyền điều hành đất nước. Dự kiến bà Suu Kyi cũng sẽ gặp tư lệnh quân đội Myanmar và tướng Min Aung Hlaing. Bà Suu Kyi đã đề xuất các cuộc gặp trên sau khi NLD giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8 tháng 11. Bà cũng đề nghị thảo luận với Chủ tịch Quốc hội Myanmar và cuộc gặp này cũng đã diễn ra trước đó. Đây là những cuộc thảo luận về hòa giải dân tộc nhằm tìm kiếm một sự chuyển giao quyền lực một cách êm thấm. Tại thủ đô Washington, các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên về vấn đề an ninh mạng kể từ khi hai nước ký một thỏa thuận song phương về chống tin tặc hồi tháng 9 vừa qua. Giới chức Mỹ cho biết, dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc là Bộ trưởng Công an Quách Thanh Côn, trong khi phía nước chủ nhà là Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch. Vòng đàm phán này được coi là có ý nghĩa quan trọng hướng tới việc thiết lập các quy tắc cùng chấp nhận được trong lĩnh vực an ninh mạng. Sự kiện này cũng đánh dấu một nỗ lực nhằm hàn gắn lại quan hệ song phương sau khi Trung Quốc năm ngoái rút khỏi một nhóm chuyên viên để phản ứng lại vụ Mỹ kết tội 5 thành viên quân đội Trung Quốc với những cáo trạng xâm nhập trái phép hệ thống máy tính của các công ty hoạt động trong lĩnh vực hạt nhân, luyện kim và năng lượng mặt trời của Mỹ. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký quyết định thông qua một loạt biện pháp cụ thể nhằm thực hiện sắc lệnh trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng tin TASS của Nga, quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.
trong đó có các biện pháp như đình chỉ hoạt động của Ủy ban hỗn hợp liên chính phủ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác kinh tế thương mại, cấm tuyển lao động Thổ Nhĩ Kỳ làm việc tại Nga, trừ những người có hợp đồng làm việc ký trước ngày 31 tháng 12 năm 2015, đình chỉ hiệp định về quy chế miễn thị thực giữa hai nước, cấm nhập khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Nga Medvedev nói, những động thái này là bước đi đầu tiên và Nga sẽ hạn chế hoạt động các công ty vận tải cũng như siết chặt kiểm soát các hợp đồng xây dựng với công ty Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Nga. Ngoài ra, Nga ban hành các lệnh cấm và hạn chế đối với hàng hóa, thực phẩm, công trình, dịch vụ do các công ty Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cũng như các biện pháp khác. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói rằng Mỹ đang triển khai một lực lượng viễn chinh đặc chủng nhắm mục tiêu tới Iraq để gây áp lực nhiều hơn đối với những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo và để có thể tiến hành những vụ đột kích qua biên giới ở Syria. Điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, ông Carter cho biết lực lượng này sẽ giúp lực lượng Iraq và lực lượng Peshmerga của người quốc trong cuộc chiến chống lại IS. Ông cho biết việc triển khai đang được thực hiện trong sự hợp tác với chính phủ Iraq. Những binh sĩ đặc trực này theo thời gian sẽ có thể thực hiện những vụ đột kích, giải thoát con tin, thu thập tình báo và bắt giữ những thủ lĩnh của ISIL. Ông cho biết, sử dụng một cái tên khác cho IS, lực lượng này cũng sẽ có thể tiến hành những hoạt động đơn phương vào Syria. Ông không cho biết quân số cụ thể, nhưng nói rằng lực lượng này sẽ nhiều hơn so với nhóm nhỏ binh sĩ Mỹ đang được đưa riêng tới Syria để hỗ trợ những nhóm đối lập chiến đấu chống IS. Lãnh đạo Facebook Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan nói rằng sẽ cho đi 99% cổ phần của họ trong công ty để làm các công việc thiện nguyện nhân lúc công bố con gái mới chào đời. Ông Zuckerberg đưa ra tuyên bố trong một bức thư gửi cho Mark đăng trên trang Facebook của mình. Ông cho biết họ hiến tặng tài sản của mình vào sáng kiến Zuckerberg Chan vì họ muốn làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn để Mark trưởng thành trong thế giới đó. Ông Zuckerberg nói, số tiền hiến tặng hiện nay vào khoảng 45 tỷ đô la Mỹ. Mark cất tiếng khóc chào đời vào tuần trước, nhưng hai vợ chồng chỉ công bố tin vui của họ vào hôm thứ Ba. Trong bức thư của mình, ông Zuckerberg cho biết mục tiêu của sáng kiến Zuckerberg Chan là thúc đẩy tiềm năng con người và cải thiện sự bình đẳng cho tất cả các trẻ em trong thế hệ tiếp theo. Các lĩnh vực ban đầu tập trung vào học tập được cá nhân hóa, chữa bệnh, kết nối mọi người và xây dựng cộng đồng vững mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2011-2016. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc sẽ truyền hình phát thanh trực tiếp toàn bộ diễn biến của kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15, nhiệm kỳ 2011-2016. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.